Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác. Chúc mừng các bác đã quay trở lại với kênh Dũng Hương Hà Nội Audio. Thì hôm nay em xin làm cái video để giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đầu CD siêu cao cấp của Marang với mã model là Marang SA14S1. Và để vào phần chi tiết video ngày hôm nay thì em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 1.000. Thì phần quà nó là một chiếc DAC của Soli. Thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của tờ tiền 1.000 vào video này. Thứ hai, cho em xin một nút like video. Và thứ ba, bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng những cái sản phẩm về giải mã, về DAC, về dàn mini cao cấp. Thì các bác mà chưa đoán trúng, khi các bác bình luận vào video thì em vẫn theo dõi tất cả các bình luận của các bác. Nếu các bác mà chưa đoán trúng thì em sẽ like cái bình luận của các bác. Còn nếu bác nào mà đoán trúng thì em sẽ trả lời. Chúc mừng bác đã đoán trúng, bác liên hệ em để nhận quà. Thì khi đó bác nào mà đoán trúng thì em sẽ trả lời bình luận và các bác sẽ liên hệ em qua số Zalo là 0966723489. Và các bác sẽ cho em địa chỉ, số điện thoại thì em sẽ gửi free ship tận tay đến cái tay các bác. Cái món quà là một chiếc đầu DAC của Soli và một cái nguồn adapter của Soli Zin đi theo máy. Đấy. Thì trị giá cái phần quà nó tầm 2 triệu đồng các bác nhé. Thì để vào phần vấn đề chính ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu Marang SA14S1. Cái model Marang SA14S1 này thì hàng đang bán chính hãng tại Việt Nam với giá đâu đó là từ 76 đến 80 triệu đồng. Nhưng còn Marang SA14S1 đang có trước mặt tại các bác đây là một phiên bản đến từ nước Nhật, hàng Nhật 100V, nội địa Nhật. Và cái phiên bản SA14S1 này thì về trong tình trạng là full thùng xốp và đầy đủ phụ kiện, như là gồm có một chiếc điều khiển zin với mã model là RC001PMSA và một cuốn sách catalog hướng dẫn và một sợi dây nguồn. Còn bên trong thùng thì nó sẽ có là xốp và một cái ni lông để bọc máy. Con này thì nó là dòng cao cấp, thế nên cái thùng của con này làm rất to các bác nhé. Cái thùng của con 14S1 này thì nó có cái chiều ngang nó phải tầm như cái thước là của em nó phải tầm trên 55 rồi. Đấy, cái chiều sâu là 55 và chiều ngang của nó là phải tầm 60. Đấy, chiều ngang 55, chiều vuông. Đấy, thùng rất to. Và chiều cao của cái thùng là tầm 25. Đấy. Thì con này là hàng bên em là hàng Nhật nội địa, điện 100V và máy về trong tình trạng là full thùng xốp. Máy và thùng là trùng seri. Thì con số seri của con này là 6 số cuối là 000514 và được sản xuất vào năm 2018, cực kỳ mới. Điện 100V, 50/60Hz, 37W. Máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Và đây là cái số seri của thùng đấy ạ. 000514, máy và thùng là trùng seri. Thì con này thì nó chỉ có một đường AV rắc hoa sen ra, này rắc cao cấp. Và đường vào kỹ thuật số thì nó giải mã qua đường USB DAC. Cái đường USB DAC này thì giải mã lên tới DSD 5 tới từ 2.8 đến 5.6 MHz. Còn đường quang và đường Coxia này thì hai đường này thì giải mã lên đến 32 bit. Và ngoài ra thì nó có cả đường Coxian và đường Optical Out. Đấy. Máy về trong tình trạng rất đẹp các bác nhá. Thì model SA14S1 này nó là một trong những cái model cao cấp của hãng. Và để một cái dễ nhận biết nhất giữa cái model cao cấp và cái model tầm trung của hãng, thì cái model cao cấp thì thường thường là nó sẽ có hai bên hồi là nhôm phay nguyên tấm này. Và hai bên cái hình thức mặt thì vẫn là hình cánh buồm và nó có hai bên cái má này là bằng nhôm nguyên tấm, nhôm nguyên khối các bác này, rất dày nhá. Mặt thì là mặt nhôm rồi. Đấy. Và model SA14S1 này thì máy móc về bên em trong tình trạng là zin nguyên bản 100%. Về cái độ đẹp của nó thì theo đánh giá của em thì đẹp phải trên 98 và 99%. Đấy, em sẽ quay cận cảnh cái hình thức cho các bác xem ạ. Đây là hai cái má nhôm dạng xước nhé các bác nhé. Đấy, rất chi là đẹp, không có một vết xước hay cấn cá hay móp méo gì ạ. Em quay cận cảnh cho các bác xem.
Với cái mức giá mà con này bên em bán ra với cái mức giá cực kỳ tốt, nó dao động là từ 29 đến 30 triệu. Thì đối thủ của con này thì nó là con Tech 25XS. Thì thực sự thì con Amarang SA14S1 này thì nó hơn con Tech 25XS rất nhiều. Cái thứ nhất là về phần giải mã qua đường USB. Thì cái USB này các bác có thể đọc được ổ cứng từ 1T đổ xuống. Và trên cái USB này các bác có thể đọc được những file nhạc DSD, nhạc cao cấp. Và cái định dạng đĩa thì nó là đĩa SACD. Và đằng sau máy của con 14S1 này có cả chức năng giải mã từ đường laptop, máy tính và PC. Rất đẹp các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đo kích thước chiều ngang, chiều cao cũng như là chiều sâu của con 14S1 này. Thì con này nó có chiều ngang là chuẩn là 44 này. Và chiều sâu, nếu mà chiều sâu em tính cả cái rắc AV ra thì nó là 42, cũng cực kỳ là sâu nhé. Và chiều cao cả chân là 12. Và dòng mà SA14S1 này là dòng cao cấp, thế nên cái chân của nó các bác nhìn này, chân của nó đều là chân bằng nhôm nguyên khối nhé các bác nhé, chứ không phải chân nhựa đâu. Đấy, 4 chân luôn. Và hai bên máy thì nó có cái giải đèn led màu xanh. Vì những cái dòng cao, những cái dòng CD hay những dòng âm ni cao cấp của Marang, nếu mà cái thiết kế mà của những năm 2010 trở lại đây thì hai bên nó thường là có hai cái giải đèn led màu xanh như thế này. Rất chi là đẹp nhá các bác nhá. Và sau cái mẫu SA14S1 này thì nó có cái mẫu là 15S2, thì cái mẫu 15S2 thì nó sẽ kém hơn. Nhưng về cái hình thức thì nó cũng không khác gì cái mẫu 14S1. Nó kém hơn về chức năng này, kém hơn về chất âm giải mã này, kém hơn về mạch âm sắc này. Và đây tất cả những cái phím bấm này. Đấy, phím bấm rất đẹp các bác nhé. Và con Marang SA14S1 này thì cái chip giải mã của con này thì sử dụng chip DSD PCM1792. Chip chuyên giải mã DSD từ 2.8 đến 5.6 MHz. Và ngoài ra thì cái chức năng giải mã từ đường quang và đường đồng trục là giải mã 32 bit. Và tất cả các tín hiệu từ USB hay từ quang hay từ đồng trục, hoặc là từ các bác có thể cắm được cái lấy cái dây sạc cắm với kết nối với điện thoại iPhone vào cái lỗ USB đằng trước này, đều bắt buộc phải qua cái chip giải mã DSD 1792 rồi mới cho ra mạch âm sắc. Rất chi là đẹp. Đây nắp lưng của nó đấy ạ. Nắp lưng con này thì nó duy nhất có một cái vết xước bằng cái sợi tóc chứ này thôi. Đây, ở trên nắp lưng không ảnh hưởng gì cả. Và nắp lưng của nó thì cũng không bị móp méo. Rất đẹp. Và bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng này ra và cũng cho các bác xem luôn cái ruột gan bên trong của con Marang SA14S1 này ạ. Vâng, em cũng đã mở cái nắp lưng này ra và cho các bác xem luôn cái ruột gan của con Marang SA14S1 này. Thì cái vấn đề đầu tiên là tất cả các thiết bị CD của Marang hay âm ni của Marang thì nó đều sử dụng nguồn bando, nguồn xuyến. Và con này thì nó sử dụng một cái ổ CD, ổ SACD cao cấp. Đấy. Và đây là mảng mạch nguồn này. Máy móc rất đẹp các bác nhé. Đây là mảng mạch giải mã này. Còn ở dưới đây cũng là một tầng mạch giữa nữa. Và đây là tầng mạch analog. Thì con chip xử lý trung tâm này, con DSD 1792. Ngoài ra thì đi theo nó rất nhiều những cái linh kiện cao cấp. Đấy. Và máy móc bên em về thì em xin cam kết cho với các bác là zin nguyên bản 100%. Đấy. Không có một chấm hàn sửa chữa nào cả. Và con Marang SA14S1 này thì con này nó cái chiều, cái số cân của nó thì con này nặng tầm 15 cân nếu mà tính là cả thùng con này thì nó, nếu mà cả thùng cả máy thì nó tầm 18 cân, cực kỳ nặng. Quay cận cảnh cho các bác xem ạ. Rất đẹp nha, dòng cao cấp, thế nên là linh kiện của nó thì toàn linh kiện cao cấp thôi. Đầu chân AV ra đây.
Trần AV đây vàng chóe luôn các bác ạ. Từ những cái như là những cái để chống, để làm mát đây, cũng được bọc đồng để chống nhiễu này. Ốc bên trong thì toàn ốc đồng hết rồi. Máy móc sạch sẽ. Thì bây giờ thì em sẽ đóng cái nắp lưng này lại và em sẽ cắm dây quang, dây nguồn và cắm USB đằng trước máy, và em sẽ cắm dây AV Ramni và em sẽ test cho các bác cái chức năng giải mã đường quang và test những chức năng như đọc đĩa CD, sử dụng USB và hướng dẫn các bác sử dụng chiếc đầu Marantz SA14S1 này. Rất đẹp nha các bác nha. Em sẽ quay lại một lần nữa. Và để biết thêm thông tin chi tiết về con SA14S1 này thì các bác cứ check trên Google. Các bác ghi là Marantz SA14S1 thì ở thị trường Việt Nam mình hàng chính hãng 230V. Thì có rất nhiều những cơ sở họ bán hàng chính hãng, những trung tâm audio lớn bán hàng chính hãng. Và con này hàng chính hãng thì nó đâu đó là từ 76 đến 80 triệu các bác nhé. Giá nó rất là cao. Còn con này bên em về là hàng gọi là hàng siêu lướt, hàng demo siêu thị, thì cái giá nó cực kỳ tốt, nó loanh quanh thì tầm 29 đến 30 triệu thôi. Đấy. Rất chi là đẹp ạ. Vâng, đằng trước máy thì em đã cắm cái USB 64GB. Thì cái lỗ USB này thì các bác có thể kết nối với điện thoại iPhone qua chức năng iPod cũng được. Đấy. Còn đằng sau máy thì em cũng cắm là dây quang từ TV. Hoặc là các bác có thể giải mã từ máy tính laptop PC qua đường USB DAC này. Và dây nguồn thì các bác lưu ý cắm cho em đúng điện 100V nhé. Đấy. Và phần AV thì em sẽ cắm dây AV Ramni. Con này nó chỉ có một đường AV ra thôi ạ. Tại em chỉ cắm như vậy thôi. Và bây giờ thì em sẽ bật máy lên. Và em sẽ test cho các bác một bản âm thanh nhạc từ YouTube. Từ TV ạ. Vâng, em sẽ bật nút nguồn lên nhé. Và con này nó có hai cái dải đèn led hai bên rất chi là đẹp các bác nhé. Em sẽ bật nguồn. Và đây là chiếc điều khiển zin của nó, thì nó gồm tất cả các phím, như là phím này là phím chuyển cổng input này, phím ra đĩa vào đĩa này, tắt bật nguồn này. Đấy. Hoặc là năm cái mũi tên lên xuống trái phải này. Bấm bài hát này. Play top lec này. Đầy đủ hết các phím chức năng. Thì em đang để cái chế độ là OPT, thì các bác dùng cái phím input trên đây có thể bấm chưa. Đấy, đầy đủ các chức năng đích này, OPT này. Thì bây giờ em sẽ bật cái nhạc âm thanh từ TV lên ạ. Thank you.
Thì cái phần test phần giải mã đường quang thì em cũng đã test chức năng là ok. Thì trên đầu đây thì nó có cái phím bấm là phím input ở trên mặt máy đây cũng được. Đấy. Cái phím input đây các bác nhá. Đích và input này, em có thể bấm về phần USB. Thì cái phần USB này thì các bác sẽ dùng chiếc điều khiển zin để test để điều khiển cái phần đấy. Đấy. Thì nó đã hiện tất cả những cái folder mà nó đã hiện ở trong cái USB này thì các bác có thể dùng cái 5 cái phím điều hướng này, sang ngang này, enter này, xuống này, lên này, sang phải, sang trái này. Đấy. Đấy, em để sẵn tất cả các folder. Đấy, ví dụ cái folder nhạc Bolay 79 này. Đấy, các bác chỉ cần phím bấm enter và một cái folder này nó có tầm cứ mỗi folder nó có tầm dao động là từ 10 đến 15 bài hát thì nó chạy hết 15 bài hát nó sẽ dừng. Thì các bác lại trở về, các bác lại vào cái folder khác các bác nghe. Đấy, rất đơn giản thôi. Thì cái chức năng đọc USB này thì cũng trước khi em giao hàng đến tay các bác thì em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng kỹ càng hơn. Còn hôm nay thì cái video này thì em cũng chỉ là giới thiệu qua các chức năng để cho các bác biết là con đầu nó hoạt động như thế nào. Đấy là cái phần USB. Còn về cái phần CD thì phần CD thì các bác chỉ cần bấm cho em cái nút đích input này thôi. Đấy, bấm về phần đích này và trên khiển nó có nút ra đĩa luôn, rất tiện, các bác không phải bấm ở trên máy này nữa. Và cái đĩa đầu tiên em test thì là cái đĩa phono, đĩa này thuộc dạng là đĩa đẻo. Tại sao em lại test cái đĩa này? Để cho các bác biết là cái mắt của con này nó cực kỳ khỏe các bác nhé, nó không phải là mắt yếu. Thế nên là có một số đầu thì họ bán thì là mắt nó yếu thì nó sẽ đọc chỉ đọc những cái đĩa lòng trắng như thế này thôi. Nếu mà đầu là mắt yếu thì đọc đĩa lòng trắng, còn đầu là khỏe, mắt nó khỏe thì đọc được những cái đĩa phono. Cái đĩa phono lòng 7 màu là cái đĩa này, đĩa là đĩa chép ạ. Các bác cứ ấn nút vào đĩa này. Nó nhận bài rồi các bác nhé. Thì em xin phép cái phần nhạc ở đĩa CD này thì em không cho ra tiếng ra loa các bác nhé. Để vì sao? Là vì dạo này thì trên kênh YouTube nó đánh về cái nhạc bản quyền, có nghĩa là nếu em cho cái tiếng của cái bài hát ở trong cái đĩa của ca sĩ này là ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn này, nhạc này là nhạc của trung tâm Asia hải ngoại, thì 100% cái video này nó sẽ đánh bản quyền về cái tội ăn cắp nhạc của người khác, thì có thể cái kênh em nó sẽ bị sập đấy. Còn các bác mà cần những cái bản âm thanh từ con đầu này mà ca sĩ có lời, các bác thích ca sĩ nào em có cái nhạc để cho các bác test. Đấy, đĩa CD thì em có tầm 200-300 chiếc đầy đủ hết, đĩa xịn đĩa đều có hết, thì các bác cần thì em sẽ gửi vào Zalo cho các bác để các bác nghe cái chất âm của con đầu Marantz SA14S1 này. Và đây là những cái phím LED này. Đấy, thì em sẽ ấn tất cả các phím để cho các bác biết là tất cả các phím này nó sẽ sử dụng bình thường. Đấy. Còn bên này thì nó sẽ là phím top này. Đấy. Play này. Và pause này. Đấy, thì tất cả các phím chức năng của con đầu SA14S1 trên mặt máy là sử dụng bình thường nhé. Còn cái nút level ở đây là nút level của lỗ phone, và tất cả những thiết bị của thị trường Nhật Bản thì hầu như là con nào cũng có cái lỗ phone 6 ly. Như hôm qua thì em giới thiệu một con Marantz MCR612, một con âm ly số all in one, thì cái lỗ phone là lỗ phone 3.5. thì cái lỗ phone này tại sao? Là bởi vì các bác có thể thích nghe qua lỗ tai nghe cũng được, thì không muốn nghe loa ảnh hưởng đến người khác, mình muốn nghe một cái chế độ riêng tư của mình cũng được, không sao cả. Thì cái phần đĩa CD đĩa đẻo, gọi là em gọi đĩa phono là đĩa đẻo, thì là đã test ok, mắt mũi con này nó cực kỳ khỏe các bác nhé. Và em sẽ test tiếp cho các bác một cái đĩa nữa,
là cái đĩa nòng trắng này, đĩa của trung tâm audio Spec, đĩa Kim Yến. Đấy. Đã nhận này, em sẽ bấm play trên khiển luôn ạ. Đã chạy được các bác nhé. Và trên điều khiển nó có các phím bấm bài này, 1, 2, 3, 4, 5 đến 9 này, đến 10 cộng này, 0 này. Em bấm luôn cái bài số 9 này. Mặt rất khỏe các bác nhé. Bài số 5 này. Thì tất cả các chức năng của một chiếc đầu Marang SA, Marang SA14S1 này thì em cũng đã test là máy móc là cực kỳ ok, không lỗi lầm một chức năng nào. Thì con đầu SA14S1 này em xin phép là em bán với mức giá là giá đã giảm sập sàn cho các bác là còn 30 triệu giá cuối năm. Đấy, thì con này là một chiếc đầu full thùng xốp và năm sản xuất của nó cũng cực kỳ mới, năm 2016. Đầy đủ phụ kiện, sách khiển, dây nguồn xịn đi theo đầu. Và máy bán ra bên em thì sẽ tặng cho các bác là một đĩa CD phono, một USB 64GB và một dây quang và một dây AV. Và chế độ bảo hành bên em đều vẫn chế độ bảo hành là 3 tháng nối một đổi một. Thì mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác sẽ liên hệ thẳng với em theo cái số điện thoại hotline và cũng là số Zalo bên em, đó là 0966723489. Địa chỉ xem hàng bên em tại Cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác. Các bác có nhu cầu về các thiết bị như là DAC, âm ly số, all in one, đầu MD giải mã, đầu CD giải mã cao cấp cũng như là loại rẻ tiền bên em cũng có. Thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo cái số hotline. Và em cũng có một cái lưu ý nhỏ là dạo gần đây thì cái khu nhà em, cái cột sóng của Viettel thì bên Viettel quân đội thì họ đã chuyển đi cái chỗ khác, cách chỗ em cũng tầm 2 cây, thế nên là cái sóng ở chỗ khu em thì dạo này nó đang vào hiện tượng là nó đang bị yếu. Đôi khi ở trong nhà điện thoại em báo không có vạch sóng nào, thế nên là các bác có thể gọi điện cho em mà thuê bao tổ tí tè hoặc thuê bao không liên lạc được thì các bác vui lòng liên lạc với em qua số Zalo. Đấy, thì Zalo lúc nào em ở nhà thì Zalo, hay em ra ngoài đường thì lúc nào em cũng có mạng 4G, ở nhà thì có wifi, thế nên là về cái vấn đề về Zalo thì em không có lúc nào em off cả. Thì một lần nữa thì đầu xuân năm mới thì em cũng xin chúc cho toàn thể các bác có dồi dào sức khỏe, một năm mới hạnh phúc, bình an, an khang, thịnh vượng. Và một lần nữa em Dũng cũng xin chân thành cảm ơn các bác suốt thời gian vừa qua, các bác đã luôn ủng hộ hàng hóa bên em. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ạ.